À, xin chào các bạn. Hôm nay là xin nói về cái cảm giác buồn nôn của bệnh nhân. Các bạn cũng vậy, đôi lúc các bạn cảm giác rất là buồn nôn, khó chịu, nó cồn cào lên, nó cứ nôn, nó ổn ấy. Thì như vậy thì nó có nguy hiểm hay không? Mình cần phải làm gì và những nguyên nhân gì gây nên tình trạng buồn nôn như vậy? Thì hầu hết chúng ta thấy được buồn nôn hay nôn, nó là một cái phản xạ của ruột, phản xạ của dạ dày. Khi thức ăn nó làm cho mình khó chịu quá, mình cảm giác rất là buồn nôn, cảm giác là dễ nôn ói, nó liên quan với dây thần kinh phế vị. Thì cái nguyên nhân chủ yếu thông thường người ta thường thấy nhất đầu tiên đó là nói về sự lo lắng. Thì ngoài cái buồn nôn ra, cái người lo lắng à, người ta có một cái stress nào đó, người ta có một cái suy nghĩ nào đó dẫn đến tình trạng nó buồn nôn. Thì nó có những triệu chứng khác, ví dụ như là khó tập trung, ví dụ như bồn chồn, ví dụ như nhịp tim nó tăng lên, ví dụ như một cái cơn panic hay một cơn hoảng loạn cũng có thể dẫn đến tình trạng làm cho người ta dễ là buồn nôn. Rồi dẫn đến tình trạng nữa là có thể là khó ngủ hay đổ mồ hôi trộm. Thì tất cả cái đó là một cái lý do lành tính khi mình vô một cái tình trạng nào đó là căng thẳng, một cái cơn hoảng loạn hay là một cái khả năng mà tập trung kém lại, thì buồn nôn chính là một cái triệu chứng đi kèm với những cái chuyện khác. Thì đó hoàn toàn bình thường và chỉ cần giảm stress lại, mọi thứ đều trở nên dễ kiểm soát. Thì ngoài ra, ngoài cái triệu chứng đó thì nó có những cái bệnh lý thực thể có thể gây nên buồn nôn và nôn kéo dài. Ví dụ như là bệnh lý thứ hai, thường gặp thứ hai đó là trào ngược dạ dày thực quản hay được gọi là GERD. Thì bệnh trào ngược thực quản có nghĩa là bệnh nhân ăn uống vô axit dạ dày trào ngược lên qua thực quản. À, nó trào ngược, nó axit nó làm cho cảm giác mình rất là khó chịu. Do gì? Là do cái van á, nó không chặt, điều này cho phép thực quản nó bị trào từ dạ dày lên. Rồi làm cho như nào, ngoài buồn nôn ra bạn có cảm giác ở nóng ở chua ha, cơm thả thứ là ngủ dậy chúng ta sẽ thấy có vị đắng ở miệng. Rồi ngoài ra chúng ta có thể những cái khác gì, giống như là chúng ta cảm thấy khó khăn, chúng ta cảm thấy heartburn, chúng ta cảm thấy có rất rất là đau ngực ở đây. À, những cái trường hợp đó thì cũng đi kèm với nhau, mình tạm gọi là triệu chứng của trào ngược dạ dày thực quản, cũng nguyên nhân được kể đến buồn nôn. Rồi ngoài ra hai cái yếu đó thì chúng ta còn, ngoài ra chúng ta còn có những cái tác dụng khác, do thứ nhất là do thuốc, chúng ta uống kháng sinh nhiều quá à, dẫn đến tình trạng nhiều buồn nôn. Rồi uống aspirin nhiều cũng có thể gây buồn nôn, là uống giảm đau nhiều cũng có thể gây buồn nôn. Thì mấy cái đó nó làm cho dạ dày nó tăng tiết à, dạ dày tăng tiết thì dễ tình trạng là axit dạ dày nó trào ngược lên và cảm giác rất là buồn nôn. Cái thứ tư chúng ta thường hay gặp ngoài thuốc ra, chúng ta có thể là loét dạ dày tá tràng, những chứng tình trạng gây nên viêm loét dạ dày tá tràng đây, dịch chuyển nó trồng nó trào lên, nó trào lên cảm giác rất là buồn nôn và nôn mửa rất là nhiều. Rồi ngoài ra cái thứ tư chúng ta thường thấy ở những người phụ nữ trẻ, triệu chứng buồn nôn là một trong những triệu chứng để nói lên là bệnh nhân đang có thai và thai kỳ, và thông thường là từ tuần thứ 6 và kết thúc từ tuần thứ 12, người ta gọi là nghén nha. Rồi cái thứ năm, chúng ta có một những tình trạng mà cái dạ dày nó bị liệt hay là dạ dày nó ít hoạt động nha. Ví dụ như trong một tình trạng nhiễm trùng chẳng hạn, ta có một cái nhiễm trùng toàn thân thì cảm giác buồn nôn là có à, như tên như viêm phổi chẳng hạn, thì đôi lúc có buồn nôn, chúng ta có thể nhiễm CV à, những tiếng trùng đó à, cũng dẫn đến buồn nôn. Hoặc là chúng ta sau một cái khâu phẫu thuật à, phẫu thuật kéo dài thì dẫn đến tình trạng dạ dày nó không co bóp được nhiều, chúng ta dẫn đến buồn nôn. Rồi ngoài ra chúng ta sẽ có những cái triệu chứng khác, những cái nguyên nhân khác như là nôn mửa theo chu kỳ à, chúng ta sẽ gây mụn nữa là tình trạng rối loạn nó hiếm gặp à, nhưng mà nó cứ tái đi tái lại, nhưng mà thật ra là nó là lành tính. Vậy thì buồn nôn hay nôn đó là triệu chứng để báo hiệu một cái bệnh lý có thể là lành tính hoặc là nó có thể điều trị được nha. Chúng ta phải cần phải khám và phát hiện để tối thiểu là chúng ta cần phải nội soi để đánh giá được cái đường dạ dày thực quản nó có bị viêm, có bị loét hay không, để chúng ta điều trị an toàn hơn à, chúng ta sẽ đánh giá được và ngăn ngừa được một sự loét càng lúc càng sâu và có thể gây nguy hiểm cho bệnh nhân và do chính mình. Xin cảm ơn. Hãy